Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Gia Lễ đến từ Nha khoa Quốc tế Daisy. Có rất nhiều câu hỏi từ quý khách hàng gửi đến cho chúng tôi, thì hôm nay tôi sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi đó cho các bạn. Có nên lấy cao răng thường xuyên không? Thì việc lấy cao răng thường xuyên có thể ảnh hưởng tới nú và lợi. Tùy vào tình trạng vôi răng mảng bám trên miệng của mình thì bác sĩ sẽ chỉ định có nên là lấy cao răng hay không. Đối với một người bình thường, vệ sinh răng miệng tốt thì 6 tháng chúng ta nên lấy cao răng một lần. Còn đối với những người vệ sinh răng miệng kém hoặc là sử dụng rượu bia chất kích thích thì từ 3 tới 4 tháng một lần. Còn đối với trẻ em dưới 10 tuổi thì bác sĩ sẽ sử dụng những vật liệu chuyên biệt dành cho trẻ em và lấy một cách nhẹ nhàng.